Nguyễn Đăng Đức sở hữu những thứ mà nhiều đồng nghiệp không có được. Một sự nghiệp dài hơi, 33 tuổi nhưng vẫn thi đấu đỉnh cao, trong khi cầu thủ Việt Nam ít ai duy trì phong độ khi qua tuổi 30, thậm chí nhiều người còn lụi tàn rất sớm. Ít ai biết được tiền đạo Nguyễn Đăng Đức chính là cầu thủ Việt Nam giàu có nhất hiện nay, hơn cả Công Vinh. Nhờ kinh doanh giỏi từ năm 22 tuổi cùng Mr. Zero tìm hiểu vì sao giàu sụng như thế nhé. Nếu thấy hay thì hãy để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Trong giới cầu thủ của nền bóng đá Việt Nam, số người vừa thành công trên sân cỏ lẫn ngoài đời là rất ít. Điều này cũng dễ hiểu bởi tuổi đời nghiệp quần đùi áo số là không dài. Nhiều cầu thủ thành công trên sân cỏ sau giải nghệ vẫn phải bươn trải để đủ sống. Nhưng cũng có những cá nhân tiêu biểu cho hình mẫu của một cầu thủ đa năng, giỏi chuyên môn và thành công bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Nguyễn Anh Đức là một trong số đó. Không chỉ trở thành chân sút số 1 Việt Nam, từ một tiền đạo chân gỗ, tiền đạo Nguyễn Anh Đức là một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh ngoài sân cỏ với mức thu nhập khủng mỗi tháng. Ít ai biết, tiền đạo Nguyễn Anh Đức chính là cầu thủ Việt Nam giàu nhất hiện nay hơn cả Công Vinh nhờ kinh doanh giỏi từ năm 22 tuổi. Hôm nay, hãy cùng Mr. Zero khám phá tài sản khủng của cầu thủ giàu nhất Việt Nam nhé! Nguyễn Anh Đức sinh ngày 14 tháng 10 năm 1985 tại Sông Bé, Bình Dương. Anh gia nhập đội Năng khiếu Bình Dương năm 2000, sau đó lần lượt thi đấu dưới dạng hợp đồng cho mượn cho Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Á Đông trước khi quay về khoác áo câu lạc bộ BKMX Bình Dương năm 2007. Kể từ khi đó, anh Đức luôn là một phần không thể tách rời của đội bóng đất thủ, giúp câu lạc bộ giành được nhiều thành công to lớn. BKMX Bình Dương nói đơn giản là không hề thiếu tiền nên ngoại binh hầu như chiếm đa số. Có những con người đã đến rồi đi như Lý Nguyễn hay Philani, nhưng anh Đức vẫn tồn tại trong một ngôi trường đòi hỏi rất cao về chuyên môn như thế, chứng tỏ rằng anh cũng không phải dạng vừa. Thật vậy, nhìn qua đa số danh hiệu tập thể và cá nhân mà trung phong số 1 đội tuyển Việt Nam hiện đem về cho BKMX Bình Dương có thể hiểu được phần nào tài năng của anh. Anh Đức gắn bó với đội bóng vùng Đông Nam Bộ từ năm 2006. Sau 13 năm khoác áo một câu lạc bộ, anh Đức đã ghi 116 bàn thắng sau 335 trận, giành 4 danh hiệu vô địch V-League, được bình chọn là chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam năm 2015, quả bóng bạc Việt Nam năm 2017, vua phá lưới Toyota V-League 1 năm 2017, vô địch AFF Suzuki Cup năm 2018. Hiện tại, Nguyễn Anh Đức là đội trưởng của một tập thể hùng mạnh ở cấp độ câu lạc bộ, là người được huấn luyện viên Trần Minh Chiến hết sức trọng dụng. Thế nhưng, so với lứa cầu thủ Phạm Văn Quyến, Phan Thanh Bình, Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức có bước tiến chậm. Phạm Văn Quyến sinh năm 1984, sớm nổi tiếng từ những năm 2000 ở giải U16 châu Á, đến năm 2002 đã khoác áo đội tuyển quốc gia dự AFF Cup trên đất Indonesia. Phan Thanh Bình sinh năm 1986, chói sáng ở SEA Games năm 2003 tại Hà Nội. Và Lê Công Vinh sinh năm 1985, luôn được xem là chân sút số 1 của đội tuyển quốc gia từ suốt năm 2008 đến năm 2016. Tiền đạo Nguyễn Anh Đức chưa ghi được dấu ấn trên sân cỏ. Mãi đến năm 2015, anh Đức mới được người hâm mộ biết đến khi được trao giải quả bóng vàng Việt Nam năm 2015 sau khi giúp BKMX Bình Dương đoạt cúp V-League và cúp quốc gia. Càng về sau, anh Đức càng tỏa sáng, từ tiền vệ chân gỗ, anh Đức trở thành chân sút số 1 Việt Nam ở tuổi 33. Sau những kỷ niệm đáng quên của đội tuyển bóng đá Việt Nam năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã vực dậy tình yêu mãnh liệt của hàng triệu người dân Việt Nam bằng hành trình kỳ diệu tại giải U23 châu Á.
Sau đó, ông tiếp tục bổ sung lực lượng thi đấu ấn tượng tại ASEAN rồi đến AFF Suzuki Cup năm 2018. Trong số những trung phong hiện đang thi đấu tại V-League, Anh Đức số 2 thì không ai số 1. Do đó, việc ông Park tin tưởng Anh Đức là chuyện rõ như ban ngày. Trong sự nghiệp của mình, Anh Đức từng 2 lần nói lời giã từ màu áo đội tuyển quốc gia vì muốn nhường chỗ cho lớp cầu thủ đàn em thể hiện tài năng. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1985 sau đó vẫn quyết định trở lại bởi nhận thấy đam mê và niềm khát khao cống hiến vẫn còn. Nhiều hoài nghi hướng về Anh Đức bởi so với những cái tên cùng thời như Công Vinh, Văn Quyến, Thanh Bình thì anh không quá nổi trội. Thế nhưng chính cái sự đánh giá không cao đó đã giúp Anh Đức trở thành chiến mã duy nhất còn lại trên đường hướng đến chiến thắng cuối cùng. Không phô trương, không ồn ào, bằng tinh thần cống hiến cao cả và tài năng hơn người, Anh Đức đã đóng góp không nhỏ vào giấc mơ 10 năm của người hâm mộ Việt Nam chiếc cúp vô địch AFF năm 2018. Khi Công Vinh là người đem về danh hiệu vô địch giải đấu này bằng bàn thắng duy nhất của mình năm 2008, thì Anh Đức cũng thực hiện điều tương tự sau đó 10 năm. Công Vinh làm kinh tế giỏi, Anh Đức cũng là một nhà doanh nhân thành đạt, kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, chúng ta mới thấy được sự khác biệt, một cái đầu làm kinh doanh lão làng của Nguyễn Anh Đức, cầu thủ giàu nhất Việt Nam hiện tại. Nói đến việc kinh doanh đồ thể thao của các cầu thủ bóng đá, không ai vượt qua được tiền đạo Anh Đức của BKMX Bình Dương. Thậm chí, nhiều người còn đồn đoán Anh Đức là cầu thủ giàu nhất làng bóng đá Việt Nam từ kinh doanh riêng. Như thế để thấy, ngoài sự nghiệp quần đùi áo số, tiền đạo Anh Đức còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh ngoài sân cỏ. Hiện tại, chân sút số 1 Việt Nam đang là ông chủ kinh doanh mặt hàng dụng cụ thể dục thể thao với thương hiệu AD Sport theo tên Anh Đức. Trong giới cầu thủ bóng đá, khá nhiều cầu thủ mở shop bán đồ thể thao. Tuy nhiên, để thành công thì không phải ai cũng làm được. Anh Đức chính là một trong số ít những ông chủ thành công trong lĩnh vực này. Khi mới ngoài 20 tuổi, Anh Đức đã bắt đầu thử sức ở lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thời trang dụng cụ thể thao. Chỉ sau 2 năm, Anh Đức là chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh đồ thể thao với những chi nhánh đại lý từ Bình Dương cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau 9 năm, cửa hàng nhỏ năm nào đã phát triển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Anh Đức Sport. Tiền đạo Bình Dương còn cho ra sản phẩm giày mang thương hiệu của bản thân, Anh Đức Sport. Thời gian đầu, tiền đạo Anh Đức chỉ nhập hàng từ các nguồn khác nhau để bán ở cửa hàng. Sau đó, khi thấy kinh doanh thuận lợi, anh quyết định đầu tư hẳn một xưởng sản xuất giày và chuyên may trang phục thể thao. Đến thời điểm hiện tại, tiền đạo này đang sở hữu 2 cửa hàng lớn tại thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Bến Cát, Bình Dương. Ngoài ra, những sản phẩm đồ thể thao do Anh Đức sản xuất cũng được phân phối đi khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đến nay, tiền đạo này đã có 3 cửa hàng lớn tại Bình Dương và sản phẩm của anh có mặt ở khắp 40 tỉnh thành trên cả nước. Doanh thu mỗi tháng của Anh Đức khoảng 2,2 tỷ đồng. Còn số mà các cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam kiếm tiền bằng đá bóng thì cũng phải mơ ước. Trong khoảng thời gian đi đá bóng, Anh Đức cũng kiếm về hơn 20 tỷ đồng từ sự nghiệp trên sân cỏ. Đây cũng là một trong những cầu thủ có kinh tế vững vàng nhất của làng bóng đá Việt Nam. Không chỉ giỏi trong kinh doanh đồ thể thao, chân sút của Đức Thủ còn thử sức mình và đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác. Hiện Anh Đức là chủ của một khách sạn kèm spa, massage và dãy trọ cho thuê tại Bình Dương. Ngoài ra, anh còn sở hữu 2 sân bóng mini và kết hợp với mẹ vợ mở nhà hàng ăn uống tại quê nhà. Sau AFF Cup năm 2018, Anh Đức còn nối nghiệp gia đình bước vào lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu. Mỗi công việc có mỗi đặc thù khác nhau, là cầu thủ thì phải vận động nhiều, hao mòn thể lực, còn làm kinh doanh cũng mệt mỏi đầu óc, phải suy nghĩ nhiều, tốn chất xám, anh chia sẻ. Sau những giờ tập luyện buổi sáng, Anh Đức trở về nhà và khoác lên mình bộ vest lịch lãm đúng chất doanh nhân. Là tỷ phú thực sự, bởi ngoài thu nhập khổng lồ đến từ kinh doanh với hơn 15 năm chơi bóng chuyên nghiệp, tiền đạo 33 tuổi còn kiếm hàng chục tỷ đồng từ các bản hợp đồng bóng đá đã ký. Vì vậy, không khó hiểu khi Anh Đức giành được sự tôn trọng tuyệt đối từ đồng nghiệp cho đến người thân bởi vừa giỏi chơi bóng lại vừa giỏi làm giàu. Để có thể trở nên thành công như thế thì Anh Đức cần có sự hậu thuẫn vững chắc, nếu không, dù có 3 đầu 6 tay anh cũng không thể quán xuyến hết mọi thứ. Đằng sau một Anh Đức thành công chính là người vợ tảo tần Đặng Thị Bảo Trâm, người luôn giúp chồng nhìn trước ngó sau công việc và ủng hộ hết lòng cho sự nghiệp của anh. Sau 7 năm kết hôn, Bảo Trâm sinh cho Anh Đức 2 thiên thần, một trai, một gái. Gia đình luôn ấm cúng và luôn tràn đầy tiếng cười chính là động lực to lớn nhất thúc đẩy Anh Đức vượt xa hơn trong những giới hạn. Có thể nói, ở một khía cạnh nào đó đến thời điểm hiện tại thì Anh Đức không chỉ được xem là cầu thủ giàu nhất mà còn có thể được xem là chàng cầu thủ hạnh phúc nhất ở Việt Nam. Vậy còn khán giả của kênh Mr. Zero thì như thế nào? Liệu bạn có đồng ý rằng Anh Đức là cầu thủ giàu nhất Việt Nam hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe để đón xem được những video mới nhất đến từ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!